Thưa quý vị và các bạn, làng Xuân Cầu xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang không chỉ nổi danh là vùng đất hiếu học khoa bảng của cả nước, mà nơi đây còn là quê hương của những nhà cách mạng xuất sắc. Tầm vóc và ảnh hưởng của họ đã trở thành biểu tượng còn mãi với thời gian. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một điều vô cùng đặc biệt ở làng quê này. Đó là tại đại hội 2 của Đảng diễn ra vào tháng 2 năm 1951 tại tỉnh Tuyên Quang. Trong số 158 đại biểu chính thức dự đại hội, thì tại làng Xuân Cầu này có tới 5 người con ưu tú tham dự đại hội. Và đây là một sự kiện hiếm có trong lịch sử. Sau chiến thắng vang dội của chiến dịch biên giới Thu Đông 1950, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện lịch sử quan trọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951. Điều đặc biệt là trong số 158 đại biểu chính thức về dự đại hội đại diện 76 vạn đảng viên. Làng Xuân Cầu vinh dự là địa phương duy nhất của cả nước có 5 người con là đại biểu dự đại hội. Đó là các đảng viên Lê Văn Lương, tức Nguyễn Công Miều, Lê Giản, tên thật là Tô Dĩ, Tô Quang Đầu, Tô Duy, Trần Bình. Chúng tôi về làng Xuân Cầu, dâu truyền thống cách mạng, quê hương của nhiều nhà tiền bối cách mạng như Tô Hiệu, Tô Trấn, cho không khí rộn ràng chuẩn bị đón mùa xuân mới, chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, thì các thế hệ người Xuân Cầu hôm nay vẫn luôn tự hào và thường xuyên giáo dục truyền thống hào hùng của cha anh cho các thế hệ tiếp nối. Cụ Tô Tần, năm nay 89 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, cùng các cựu chiến binh đang rất say sưa kể cho các thế hệ hôm nay về truyền thống đấu tranh cách mạng của làng mình, đặc biệt là câu chuyện về năm đại biểu của làng dự đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ 2 năm 1951. Trong suốt những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng cả trong lao tù, với hơn chục năm bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo, nơi được coi là địa ngục của trần gian. Thế nhưng đồng chí Lê Văn Lương, tên thật là Nguyễn Công Miều, là một trong năm đại biểu dự đại hội 2 của Đảng, vẫn luôn giữ vững bản lĩnh và khí phách cách mạng, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, biến nhà tù thực dân thành trường học cách mạng. Những năm tháng trong lao tù, đồng chí Lê Văn Lương đã cùng với các đồng chí của mình thành lập chi bộ cộng sản ngay tại nhà tù. Đồng chí được cử vào ban lãnh đạo nhà tù Côn Đảo, lãnh đạo các đồng chí đảng viên trong tù, kiên cường đấu tranh với kẻ thù. Những hoạt động tích cực của chi bộ nhà tù và đồng chí Lê Văn Lương đã góp phần đào tạo, rèn luyện một thế hệ cán bộ của Đảng dày dặn kinh nghiệm của phong trào cách mạng. Cụ Lê Văn Lương chính thức là họ Nguyễn Công Miều, em của Nguyễn Công Hoan, họ ngoại ông là cũng họ Tô rồi đấy. Và ông Lương thì là lớp cộng sản đầu tiên ấy. Ông đã bị tù ở Côn Đảo, rồi sau khi cách mạng thành công rồi ông về công tác ở Trung ương, và đến đại hội 2 thì ông mới được bầu vào Trung ương và Bộ Chính trị đấy. Khi cải cách ruộng đất năm 56 thì ông là trưởng ban tổ chức Trung ương đấy. Trước khi bị hưu thì ông ấy là bí thư thành ủy Hà Nội đấy. Ở đại hội này, các đại biểu đã nghiên cứu và thảo luận báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày, nêu lên những nhiệm vụ chính trong giai đoạn trước mắt, quyết định đưa Đảng ra công khai hoạt động sau 5 năm rút vào bí mật với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư của Đảng. Tại đại hội, đồng chí Lê Văn Lương được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và là Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị. Lê Giản tức là Tô Dĩ, gốc họ Tô, người Bộ trưởng Công an đầu tiên, lúc đó gọi là Giám đốc Nga Công an, chứ không nói Bộ Công an, là ông có công phá vụ án Ôn Như Hầu khi mà cụ Hồ đi Fontainebleau Pháp đấy, thì ông ở nhà là dưới quyền chủ tịch của cụ Thiếu Kháng, thì ông ấy đề xuất và được cụ Thiếu Kháng đồng ý, ông ấy cho quân của mình thâm nhập vào cái Ôn Như Hầu mà triệt phá cái trụ sở của quân dân đảng. Lúc ấy là quân dân đảng theo tàu đấy thì nó định là lật đổ chính quyền Việt Nam trước khi kháng chiến. Thế nhưng mà vì là ông ấy phát hiện được kịp thời cái đấy là đưa vào phá vụ án, mà chính phá vụ án ấy
thì giải phóng được rất nhiều cán bộ trong ấy, nó bắt cán bộ mình vào nó giết. Thì cái công ấy phải nói là công của ông Giản, mà chính cái đấy là được Bộ Hồ rất quý đấy. Bộ Hồ có cái ảnh cũng Giản chụp của Bộ Hồ đấy, là ông Trần Bình, tức là Nguyễn Thưởng. Khi 45 cách mạng thành công thì ông mới được tỉnh ủy Bắc Ninh cử về làm bí thư Việt Minh huyện Văn Giang, và ông mới có công thứ nhất là thành lập cái chi bộ đầu tiên của Văn Giang tại cơ quan huyện ủy Văn Giang, và về đây tức là thành lập chi bộ là ngày 10 tháng 12 năm 45, và 15 tháng 12 ông về đây thành lập chi bộ Xuân Cầu này. Lê Duy mà tôi hay gọi là anh thôi, hơn tôi ít tuổi thôi. Thì là cụ bây giờ thì cũng mất rồi, nhưng mà Lê Duy lúc là chính cháu cụ Tô Hiệu đây đấy, gọi cụ Tô Hiệu bằng chú ruột đấy. Bố ông Duy ấy là cụ Tô Tu, là người chủ nhiệm Việt Minh đầu tiên của xã Xuân Cầu. Trước khi ông mất thì ông cũng làm bộ trưởng chủ nhiệm Văn hóa nước và chủ nhiệm Ban Kinh tế Trung ương. Nó trẻ nhất lúc ấy, khi đại hội là chưa đầy 30 đâu. Mà ông Duy cũng có cái công là cách mạng 45 ấy, thì ông là cán bộ Việt Minh được cử về đây là dẫn tự vệ là Xuân Cầu này đi cướp ở Văn Giang ngày 18 tháng 8. Đại biểu tiếp theo là đồng chí Tô Quang Đậu, sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, là em họ của đồng chí Tô Chấn và Tô Hiệu, cùng Tô Chấn tham gia hoạt động trong Việt Nam Quốc Dân Đảng. Năm 1939, đồng chí bị bắt, bị giam cầm tại các nhà tù ở Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La, nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Sau năm 1945, đồng chí giữ nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, của cách mạng như Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu 10, Bí thư Đảng Toàn chính quyền Liên khu gồm 9 tỉnh miền núi phía Bắc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô, Bí thư Cán sự Đảng. Năm 1964, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 3 tại tỉnh Hưng Yên. Đây đều là những đồng chí có nhiều đóng góp cho Đảng, cho cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Trong năm đại biểu đi dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 thì có 3 người họ Tô, trong đó một là đồng chí Lê Giản, mà họ là Tô Dĩ, hai là Tô Quang Đậu, trước làm đại sứ quán của mình tại Liên Xô ngày xưa, xong về làm thứ trưởng nội vụ, thứ ba là Tô Duy, là cháu ruột của liệt sĩ Tô Hiệu. Thế và liên quan bên họ Tô là cháu ngoại, tức là ông Lê Văn Lương và Nguyễn Công Miều. Nối tiếp truyền thống đến nay, khi đồng chí Tô Dĩ Lê Giản ấy là thành lập ra nha công an trung ương đầu tiên, và nay là Bộ Công an ấy, thì cũng tương đương Bộ Công an, thì truyền thống đó nối tiếp. Hiện nay là có đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm vẫn đương chức đương quyền. Thời nào Xuân Cầu cũng có những người con ưu tú, và thế hệ trẻ Xuân Cầu hôm nay cũng đang tiếp nối truyền thống của quê hương. Mảnh đất Nghĩa Trụ là vùng đất có bề dày lịch sử, mảnh đất sản sinh ra rất nhiều những người con anh hùng rạng danh cho quê hương. Đặc biệt đó chính là 5-10 con quê hương đã được dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 năm 1951. Và đến đây thì được nghe các ông giới thiệu thêm sâu hơn về các đồng chí cách mạng của Đảng Cộng sản, thì bản thân mình là giáo viên, mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ, tự hào các vị tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bản thân mình cũng tự hứa là sẽ phấn đấu đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng của giáo dục xã nhà nói riêng cũng như là nền giáo dục nói chung. Phát huy truyền thống của quê hương, lớp lớp người dân Xuân Cầu hôm nay càng nỗ lực cố gắng hơn nữa trong lao động, công tác và học tập để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh, xứng đáng với những công lao của các bậc tiền bối. Về Xuân Cầu hôm nay, người ta không khỏi ngạc nhiên về một miền quê sầm uất nhộn nhịp, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Trong nhiều năm liền, Nghĩa Trụ được tỉnh ủy công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh, được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, thì trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Trụ luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế hàng năm thì luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, và đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
và đã được công nhận năm 2016 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020 xã cũng được cấp trên công nhận hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tự hào là một vùng quê có truyền thống yêu nước và cách mạng, người dân Xuân Cầu đều nhận thức được trách nhiệm để truyền thống ấy tiếp tục tỏa sáng, có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, với những gì mà ngôi làng cổ hàng nghìn năm tuổi này đã và đang đóng góp cho đất nước, khiến cho người ta vô cùng khâm phục. Và có lẽ câu chuyện về ngôi làng nhỏ bé mà có tới 5 đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc sẽ luôn được nhắc tới như một niềm tự hào đầy kiêu hãnh của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Là cuộc sống của tôi mãi mãi.